Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Dạ. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo. Thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng gì vậy? Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. Công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Bạn nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì, người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. Tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho dạ, ta. Dạ, chị sao? Anh thứ 3 đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao trên 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ôi, sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu như anh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đì qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Rồi sao? Có nha. Đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Rồi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa, người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ.
Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch anh. Hỏi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mịn mịn thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả tốt cô lắm hay sao? Bên kia khán giả vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi. Tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Hey, các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á, Linh. Không có ai gu luôn. Thua rồi. Thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi mới mở rào chứ. Ủa đủ mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. À, ấy là gu em đó. À, có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Ờ à, được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ý là trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được. Mà hỏi được không? Chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? À, hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ, rồi. Xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em. Anh Linh. Bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói, mail về. Thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói, vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Và mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Ừ, mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Hôm nay ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào?
Em chứ bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À, 63. Còn em trai? Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. À, em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn, hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ, xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai, được. Làm gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát cứ lại hát đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Không sao. Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai uống muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Dẫu em từ trong anh mất, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa. Trời ơi,
Tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, không có thể cho mình thơm má nữa không? Yeah. Làm gì hôn xong mà nó hết rồi. Không, bạn rất là thơm. Dịch bệnh cho nên là chương trình cũng tổ chức casting online thôi. Thì mình sẽ hôm nay là buổi đầu tiên để thứ nhất là mình trao đổi những cái thông tin cơ bản nhất, nếu mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình cũng như là có cái người ghép đôi với mình á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cái kết quả sau buổi cast ngày hôm nay ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn, là sẽ giới thiệu về bản thân mình trước ha, đầy đủ thông tin. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì nha. Mình cứ chủ động chia sẻ ha. Biên tập nghe và thấy cần thêm thông tin gì thì là biên tập sẽ chủ động hỏi thêm với mình ha. Rồi, mời em. Dạ, em tên Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1992, 30 tuổi. Em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán là ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc nghiệp. Dạ, đang là kế toán. Ừ, đang làm kế toán. Năm nay có đi làm không Thúy? Dạ có. Em đang trong phòng. Ok. Rồi, Thúy là mình ở Sài Gòn, là mình ở quận mấy em? Dạ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. À, quận Bình Thạnh. Rồi, lý do vì sao mà Thúy muốn đăng ký tham gia chương trình nè? Dạ, em thường ban ngày thì em cũng đi làm, nên là tối về thì cũng không có thời gian để đi ra ngoài để có thể gặp gỡ được nhiều người á. Nên là em muốn thông qua chương trình để có cơ hội tìm được một người bạn hợp ý với mình. Mà ví dụ em đi làm trong môi trường công ty em không có ai phù hợp hay như thế nào? Dạ, lúc em vào làm công ty đầu tiên á, thì em có quen một người rồi. Thì quen trong vòng 4 năm thì dạ, xong rồi mới chia tay, là tại vì anh ấy muốn đi ra Phú Quốc để làm việc á. Em thì không có muốn yêu xa như vậy, thì hai người mới quyết định là chia tay. Thì cách đây chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. Còn trong môi trường công ty hiện tại thì hầu hết mọi người cũng có gia đình, nên là em cũng không tìm được người bạn độc thân. Nhưng mà là khi cái thời gian mà bạn trai quyết định ra Phú Quốc á, là lúc đó là tại vì là bạn có muốn em theo bạn ấy ra đó hay là như thế nào không? Chứ tại vì yêu 4 năm là cũng khá là lâu rồi nè, mà chỉ vì một cái lý do đó mà chia tay thì còn lúc đó thì không. Bạn cũng không có kêu em đi ra Phú Quốc sống chung, tại vì nhà bạn là ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nên là em cũng muốn bạn làm việc ở đây để lập nghiệp ở đây, để sinh sống ở đây, nhưng mà bạn không có đồng ý. Thì em thấy hai người không có đồng quan điểm đó, nên là em cũng không có muốn tiếp tục á. Với lại giống như mình cũng yêu không sâu đậm để mình có thể đi theo người đó ra cái môi trường làm việc với người đó. Rồi yêu 4 năm mà không sâu đậm, hay yêu mấy năm mới sâu đậm thấy? Dạ, thì cảm giác như là mình không có thể hy sinh, mình cũng không có muốn rời ở Thành phố Hồ Chí Minh để mình đi theo bạn. Rồi, Thúy chia sẻ về những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những cái sở thích của em đi, những cái gì mà nổi bật nhất của em á. Dạ, sở thích của em thì cũng thích đi mua sắm như là mấy bạn phụ nữ khác, rồi thích làm đẹp, chăm sóc bản thân, rồi ưu điểm của mình thì em thì hay quan tâm đến mọi người xung quanh, sống tình cảm. Ngoài ra thì em cũng có những cái hoài bão trong cái công việc của mình. Giống như hiện tại thì em đang làm kế toán, làm nhân viên thôi, nhưng mà sao em cũng rất là muốn có thể tự lập kinh doanh này, để không có phải làm công hoài.
Rồi về khuyết điểm của mình thì em thấy mình hơi nhạt, giống như dạ giống như mọi người cứ kêu là em nhạt quá thêm muối rồi đi, mọi người cũng giỡn á, nhưng mà em thì hơi đơ, một hồi sau thì em mới hiểu mọi người đang giỡn. À, hơi chậm nhịp chút đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không Thủy? Tật xấu của em hả? Em vẫn còn, có nghĩa là em kể mọi người nghe thôi, cái này có nghĩa là tối ngủ thì em vẫn còn cái thói quen là mò khăn á. Mò khăn á hả? Dạ. À là phải sờ sờ cái khăn nó mịn rồi mới ngủ được á hả? Dạ đúng rồi, em có hai cái mép khăn á, nó có hai cái mép thì em cứ vẫn còn cái thói quen đó khi ngủ. À cái thói quen này là từ lúc nào? Từ hồi nhỏ tới giờ ấy chị. Là cái khăn này nó theo em từ nhỏ tới giờ hay là khăn mới? Em đổi được khoảng 3 cái. Đổi 3 cái. Em xài nó mòn luôn. Dạ. Rồi sau này đi lấy chồng cũng phải mang khăn theo hả? Thì hay là có chồng rồi mò chồng? Dạ chắc cũng để kế bên ngủ thôi. Ê, vụ này vui nè nha. Mà cái khăn dạng khăn như nào, khăn tắm hay là khăn vôm hay là khăn gì? Dạ nó giống như là khăn tắm nhưng mà nó bự vậy đó. Mình mà nhưng mà xài riết cái nó mòn á chị, cái nó còn có chút xíu à. Vậy hả? Không, cái này nó cũng đặc biệt đối với em á. Em phải chia sẻ những cái này bạn nam ta mới biết cái sở thích của em. Rồi dạ, nói ra chắc mọi người thấy em dị lắm. Cảm ơn hơn mà, đâu có gì đâu. Trời. Rồi dạ, nhưng mà cái này thì không có làm phiền người khác. Có nhiều bạn thì đúng rồi thì làm phiền. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình nè, về tuổi tác, về vùng miền. Đó, mình sẽ có những cái tiêu chí như vậy ha. Tại vì chương trình cũng sẽ ghép đôi dựa trên những cái tiêu chí đó. Ví dụ như nhà gái mình có tiêu chí, nhưng bên nhà trai người ta cũng sẽ có tiêu chí của người ta. Đó, cho nên là biên tập sẽ là cái người đứng giữa hai bạn và nghe được những cái tiêu chí các bạn đưa ra. Đương nhiên là sẽ không có đáp ứng cho các bạn 100% hoặc là đúc người sẵn 100% y chang vậy đâu. Mà nó sẽ trên cái mức trung bình, quan trọng là khi mình gặp nhau và mình cảm nhận về nhau như thế nào á ha. Rồi những cái tiêu chí bạn trai của em đi Thúy. Em thì không có quan trọng vùng miền, quan trọng là về tính cách của bạn đó có tốt tính, rồi một người chững chạc. Anh ấy thì giống như là phải có một cái định hướng trong tương lai, trong công việc của bạn á, là có nghĩa là bạn rất là bạn tự lập, bạn có kinh doanh riêng. Kiểu như là với em á, là không phải một người mà có nhà cửa sẵn của ba mẹ để lại là tốt, nhưng mà với em á, thì bạn đó có thể tạo ra được cái điều đó trong tương lai. Rồi về tuổi tác thì như thế nào em, vùng miền đó? Tuổi tác thì em nghĩ là bạn khoảng 35 đổ lại. Cỡ 30 đến 35. Và bạn có thể bạn có kinh doanh riêng, cơ sở riêng, làm ăn riêng của bạn. Rồi vùng miền thì em thấy trên, em nói thật là trên chương trình cũng có một số bạn ở ngoài Bắc thì em thấy cũng một, các bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà em cũng không biết là khi mà quen ở ngoài Bắc thì có hợp hay không. Nhưng mà đối với em thì miền Nam thì vẫn rất là tốt. Rồi ok, tiêu chuẩn của em là mình ưu tiên là sẽ là miền Nam đúng không? Ví dụ như có những bạn người miền Bắc người ta lập nghiệp này kia ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ yeah, được. Lập nghiệp này. Ừ. Rồi ok, có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Em thích bạn trai là có thể lắng nghe chia sẻ cái câu chuyện của mình. Và em không thích bạn có tính gia trưởng. Gia trưởng thì không ai thích hết trơn rồi đó. Phải chưa chi tiết cho chị, ví dụ em không thích anh gia trưởng kiểu như thế nào? Ví dụ như là một ngày là hả anh kiểm soát em bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. À, là gia trưởng ví dụ như là em không thích ăn cái này mà bắt ăn theo gu của anh chẳng hạn như vậy. Có những cái gia trưởng cụ thể ra cho chị luôn. Ok, thì đó là những cái nội dung trong cái buổi casting chung ngày hôm nay thôi. Tại vì hôm nay sẽ cast rất là nhiều người, cho nên là quan trọng là mình chia sẻ chủ động hay không nè, cũng như là cái cách mình trò chuyện ra sao. Thì nếu như mà em được chọn cũng như là có cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập sẽ trao đổi nội dung cụ thể chi tiết, và sẽ có những cái phần nội dung nó chi tiết để lên sân khấu mình sẽ chia sẻ những gì ha, có những cái phần nó thêm một tí giải trí vào nữa.
chứ không chỉ là mình lên mình chỉ ngồi nói qua lại không thì nó sẽ rất là chán và rất là nhạt đó ha. Thì những cái phần này thì có gì là biên tập sẽ trao đổi thêm với em nha. Dạ, vậy là mình sẽ đợi kết quả đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ đợi. Nếu mà có tiếp hay không thì vẫn có kết quả để báo cho em biết đúng không? Đúng rồi, nếu như mà em không được chọn thì là sẽ không có nhận được thông tin gì hết. Còn nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ nhắn tin cho em biết nha. À, dạ. Ok, cảm ơn Thúy. Dạ, rồi, em chào mọi người ạ. Chào. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ. Nghề nghiệp và quê quán và sở thích dùng cho em nha. Những cái thông tin ngắn gọn cơ bản để bọn em có thể biết về chị để mà chia sẻ nhiều hơn nhé. Rồi em nói đi. À vâng, chị họ và chị giới thiệu ngắn gọn về cái thông tin cá nhân của mình trước cho em nào. À, chị là Nguyễn Thị Hồng Tươi, năm nay 38 tuổi, buôn bán, nghề nghiệp thì buôn bán. Dạ. Hiện tại thì chị tôi đang ở đâu nhỉ? Chị đang ở Cần Thơ. Vâng, còn về chị đang ở Cần Thơ. Thế tình trạng hôn nhân của chị tôi là như thế nào ạ? Chị chưa lập gia đình em. Chị chưa lập gia đình, dạ. Chị có những đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Nói để mà chính thức thì chắc có lẽ là 2 mối gì đó. Mỗi mà lâu nhất thì là bao nhiêu, là thời gian bao lâu ạ? Lâu rồi em à, chắc đây cũng phải 2-3 năm gì rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ đấy kéo dài khoảng bao nhiêu lâu hả chị? Chắc cũng phải là hơn 2 năm. Là hơn 2 năm ạ? Thông thường thì lý do tại sao mà mình không đi được cùng nhau tiếp hả chị Thương? À, có nghĩa là không có cùng điểm chung em, với lại có lẽ là sao ta, chị thì nói trắng ra thì cũng hơi khó. Chị hơi khó ạ? Ừ, chị hơi khó là khó ở chỗ này, chị yêu cầu một người bạn trai của mình là phải nói chung là phải chí chú làm ăn, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì chị thấy là thì có nhưng mà chơi bời cũng nhiều cho nên là chị sợ. Thì sau khoảng 2-3 năm thì thân rồi thì hiện tại thì chị đã sẵn sàng cho tất cả những cái mối quan hệ mới chưa? Chị lúc nào cũng sẵn sàng chứ. Chị lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ vâng, bây giờ thì những cái yêu cầu về bạn trai mà mong muốn, chị mong muốn mà chương trình tìm cho chị là mẫu người như thế nào ạ? Là chững chạc, lo làm ăn. Nói chung là có gia đình hay chưa có gia đình thì không có quan trọng lắm. Nói chung là phải biết đối nội đối ngoại, nói chung là phải chí thú làm ăn là được. Còn về quan điểm về vùng miền thì sao hả chị Tươi? Vùng miền của chị thì không quan trọng đâu em. Vùng miền quan trọng. Chị Tươi có những điểm mạnh điểm yếu gì hả chị nhỉ? Chị hơi cá tính. Chị rất là mẻ. Có thể điểm yếu của chị thì có nghĩa là chắc có lẽ là chị sống nội tâm và tình cảm chị ít chia sẻ, chị không có chia sẻ, chị muốn cảm nhận thôi chứ chị ít, đó là điểm yếu của chị đó. Có lẽ là chị ít có thể chia sẻ được với người khác, cái gì chị cũng muốn ôm cho mình, cho nên là đó là điểm yếu của chị đó. Vậy nếu mà đối với người yêu, đối với người đàn trai của mình ấy, mà khi mà gặp phải mâu thuẫn ấy chị thì chị cũng chia sẻ hả? Cái này chị cũng nói thật ra đó là điểm yếu của chị đó, chị cũng ít chia sẻ. Ví dụ gặp mâu thuẫn á, thì chị sẽ ngồi đối diện và chị nói là chị phân tích những vấn đề, những cái gì tốt, cái gì xấu, còn đi và lựa chọn là do người đó. Vâng. Thì ví dụ vừa chị cũng nói với em ấy là cũng có những người mà đã từng trải qua có gia đình rồi mà người ta bị dở dang á, thì chị cũng vẫn chấp không? Nói chung là chị cũng không quan trọng vấn đề đó. Rồi, ok. Rồi, chị Tươi ơi, hồi nãy chị nói là chị buôn bán, là chị buôn bán cái gì chị? Cụ thể giúp em cái. Chị thì nói chung xoay quanh là buôn bán cái gì chị cũng buôn bán được hết trơn, từ xưa giờ chị làm nhiều lắm.
Hiện tại chị, hiện tại chị bán gì nè? Bán nhà hay bán nhà hay bán gì? Chị hiện tại bây giờ là đang ở với ba mẹ, tại đang dịch á. Ba mẹ đang dịch cho nên là chị về với gia đình. Chứ hồi trước là chị bán gì chị? Ví dụ Chị bán tập quá, rồi bán cà phê, rồi làm cà phê Villa, cà phê trên giường. Là hồi trước giờ là chị ở Cần Thơ thôi, có lên Sài Gòn không chị? Không, chị ở Sài Gòn á, chị mới về Cần Thơ tháng nay thôi. Dịch cho nên mới về đúng không? Ví dụ giờ quen bạn trai mà bạn trai đang ở Sài Gòn vẫn được đúng không? Chứ không nhất thiết là phải ở Cần Thơ đúng không? Đúng rồi em. Dạ rồi. Rồi chị tôi mình có cái tài lẻ hay năng khiếu gì không chị? Ví dụ ca hát này kia đồ được không? Giao lưu văn nghệ đồ chút được không? Được em. Rồi. Đó là sẽ được sở thích của chị á. Dạ vậy hả? Rồi chị làm thử bài cho em nghe nữa coi. Giờ biết làm bây giờ. Hát cái bài gì mà bài ruột, bài tủ của chị chẳng hạn vậy. Là mình xong cái buổi cát này hôm nay nha chị nha. Rồi mời chị. Không biết bắt đầu từ đâu em làm chị ơi. Ôi, em làm gì hồi hộp quá chị, không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Không sao chị ơi, mình chị không thuộc lời biết không, cho nên là chị hồi hộp. Rồi cho bạn điệp khúc đi. Bài gì, bài gì miền Tây rồi có không? Đợi chị xíu nha, để chị mở lên, chị mở lên cái chị nhìn, chị nhìn nhìn hình đoán chữ cái rồi chị hát cho em nha. Hà người đứng hứa, Hà người đứng hứa, quên mất tiêu rồi. Hà người đừng hứa, hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều đúng không? Rồi ok, nói chung là cái đó là mình thử cái cảm giác khi mà lên sân khấu cũng vậy á chị tôi ơi. Có nghĩa là MC người ta cũng sẽ giao lưu tương tác với mình, mà mình chủ động mình tương tác lại với MC, tại vì lúc đó cũng sẽ không có biên tập kế bên để mà nhắc mình phải nói cái này nói cái kia, cho nên là cái này là chỉ vòng đầu để mình tập làm quen này kia với nhau thôi. Còn nếu mà để chuẩn bị cái nội dung lên sân khấu á thì mình sẽ có cái thời gian để mình làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn, chia sẻ câu chuyện nó chi tiết ha. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị tươi nha. Có gì chương trình